Ngay phút này đây, Angela Phương Trinh ngông cuồng và coi thường pháp luật, cần xử phạt nghiêm. Những năm gần đây, diễn viên Angela Phương Trinh không còn đóng góp gì cho nghệ thuật, thay vào đó là những phát ngôn gây sốc hoặc lan truyền thông tin sai sự thật. Thời gian gần đây, diễn viên Angela Phương Trinh gây tranh cãi dữ dội vì loạt phát ngôn liên quan đến vụ việc ông Thích Minh Tuệ đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập khổ hạnh đầu đà. Các nội dung được đăng tải dưới hình thức bài viết và video có giọng điệu gay gắt, ngôn từ nặng nề mang mục đích quy chụp, hạ thấp uy tín của một số cá nhân và tổ chức. Điều đáng nói ở đây, Angela Phương Trinh liên tục gọi những quan điểm trái ngược là truyền thông bẩn, những người có quan điểm hành vi trái ngược là giặc, cho rằng họ đang phá hoại, lật đổ Phật giáo. Trong một bài viết, Angela Phương Trinh còn xúc phạm đến tôn giáo khác. Mỗi nội dung được đăng tải thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Phần lớn, người dùng mạng thể hiện cảm xúc phẫn nộ từng bài viết, video, lượng bình luận ít do Angela Phương Trinh hạn chế tương tác. Trước đó, diễn viên này cũng thường đăng những clip bài giảng của một sư thầy, thu hút hàng trăm bình luận trái chiều. Angela Phương Trinh còn đăng các câu chuyện về luật nhân quả gây tranh cãi. Tháng 8 năm 2021, cô đăng tải câu chuyện nhân quả bẻ chân nhái về một cặp trẻ song sinh có đôi chân khuyết tật bẩm sinh do bố mẹ hành nghề bắt nhái, kèm hình ảnh không xác định của một cô bé khuyết tật. Một lần khác, Angela Phương Trinh chia sẻ về chủ đề nhân quả của việc sát sinh, kèm hình một chú trâu khóc khi biết sắp bị xẻ thịt, bị chê cười vì nhằm ảnh của loài bò. Ngoài ra, Angela Phương Trinh còn thường xuyên lan truyền kiến thức sai lệch hoặc có cơ sở khoa học. Trong một bài viết, cô hướng dẫn người dùng mạng chữa ung thư bằng cách nói chuyện với khói u và niệm Phật. Tháng 10 năm 2021, Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự việc chữa trị Covid-19 bằng dung đất. Điều đáng nói, chỉ có một ngày sau đó, cô tiếp tục chia sẻ bài viết có tiêu đề "Ung thư đầu mạch nhỏ dần nhờ dùng địa long tươi" và lạy Phật sám hối, khẳng định câu chuyện hình ảnh người thật việc thật về một người phụ nữ khỏi bệnh ung thư đầu mạch sau 4 tháng nhờ nuốt dung và sám hối. Loạt phát ngôn nói trên được đăng tải trên fanpage Angela Phương Trinh, có hơn 2,2 triệu người theo dõi và có dấu tích xanh xác nhận chính chủ, và tài khoản Angela Phương Trinh có 924 người theo dõi. Hai tài khoản đều hoạt động đến nay, ngoài các nội dung gây tranh cãi, còn duy trì việc cập nhật hình ảnh của Angela Phương Trinh, quảng bá cơ sở kinh doanh, các khóa tu Phật giáo, quảng cáo sản phẩm nhãn hàng. Điều này cho thấy các kênh này được vận hành chuyên nghiệp bởi nữ diễn viên và ekip. Theo quan sát, năm 2023, Angela Phương Trinh thi thoảng vẫn hoạt động như một người nổi tiếng. Cô xuất hiện tại các sự kiện, chụp những bộ ảnh, trả lời phỏng vấn với báo chí. Từ năm 2024 đến nay, Angela Phương Trinh hầu như chỉ tập trung cho những việc kinh doanh và sinh hoạt tôn giáo. Là người hoạt động trong showbiz, Angela Phương Trinh nhiều năm không có tác phẩm, không đóng góp gì cho nghệ thuật lẫn giải trí. Sự nghiệp của người đẹp tụ chung mờ nhạt, nhiều tai tiếng và thị phi. Việc Angela Phương Trinh thay đổi hình tượng đột ngột với loạt phát ngôn liên quan đến ông Thích Minh Tuệ và một sư thầy gây khó hiểu. Từ người đẹp showbiz với hoạt động truyền thông xã hội an toàn, cô bất ngờ tham gia bình luận các việc nóng, tích cực tuyên truyền quan điểm, tư tưởng với nội dung văn mẫu, giọng điệu gay gắt, danh thép cùng các ngôn từ sắc bén. Trước đó, Angela Phương Trinh và một số người nổi tiếng từng đồng loạt đăng bài viết bên vực một sư thầy, có nội dung như khuôn đúc. Dù nhiều năm không tham gia hoạt động giải trí, Angela Phương Trinh vẫn là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất định đến công chúng. Loạt phát ngôn gây tranh cãi của người đẹp này có dấu hiệu vi phạm quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo quyết định 3196 QĐ BVHTT-GL ngày 13 tháng 12 năm 2021, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo quyết định 874 trên QĐ BTTTTT-2021. Những bài viết chia sẻ về kiến thức sai lệch có thể là căn cứ để xử phạt hành chính. Điều 101 về hành vi các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong Nghị định 15/2020 NDCB quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản kêu gọi cơ quan quản lý vào cuộc xử lý Angela Phương Trinh. Thượng tá nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Lam viết, vì cô được coi là người của công chúng, tôi nghĩ các cơ quan quản lý văn hóa cần phải có những chế tài, trừng phạt thích đáng với Angela Phương Trinh, khóa hẳn những tuyên bố sai trái và vô đạo đức đó lại. Đó là điều cần làm để văn hóa không bị nhét rác, bôi bẩn và phỉ báng. Cũng là để dạy dỗ một kẻ mang mác nghệ sĩ phải biết cách hành xử, phát ngôn thực sự có văn hóa một chút.